Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày Chủ nhật 18 tháng 2 2024, chúng tôi đang có mặt tại buổi họp mặt tân niên của gia đình mũ đỏ Orange County và vùng phụ cận được tổ chức tại thành phố Westminster, Nam California. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, là một thành viên trong ban tổ chức. Thưa quý vị, hàng năm chúng tôi thường có tổ chức một buổi để họp mặt để anh em chúng tôi hàn huyên tâm sự và tâm nhớ lại những ngày mà chúng tôi chiến đấu bên nhau. Thì gia đình Mũ Đỏ Trung ương chúng tôi ở hiện tại bây giờ là bác sĩ Lê Quang Tiến là chủ tịch của gia đình Mũ Đỏ của chúng tôi, và gia đình Mũ Đỏ Orange County phụ cận là một trong những hội viên của gia đình Mũ Đỏ. Nhân ngày Tết đầu năm của năm Giáp Thìn, mặc dù 3 ngày Tết không còn nhưng mà vẫn còn là mùng, thành thử ra chúng tôi cũng nhân tiện đây kính chúc tất cả toàn thể quý vị một năm mới Giáp Thìn an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Và chúng ta cùng hướng lòng về quê hương đất nước Việt Nam hiện nay. Độc quyền Đảng Cộng sản vẫn còn đang cai trị của đất nước. Và nhất là chúng ta cũng cần phải nhớ tới anh em thương phế binh nhảy dù. Hàng năm anh em chúng tôi cũng vẫn thường giúp đỡ và trợ giúp cho anh em nhảy dù Việt Nam. Và nhân đây chúng tôi cũng xin chúc tất cả các anh em thương phế binh ở còn lại, kẹt lại ở quê nhà, một mùa xuân an vui và hạnh phúc. Như quý vị cũng biết đó, là cái tổng số mà anh em chúng tôi bị thiệt mạng trong cuộc chiến của từ năm 1954 cho tới năm 1975 nó là trên 20.000 người. Đó là đã bị thiệt mạng, đã hy sinh. Vâng, thì với cái số mà thương phế binh đó thì nó phải gấp 10 cái số đó. Dạ vâng. Thành thử ra anh em chúng tôi, đặc biệt là hội HO thương trợ thương binh, anh em chúng tôi cũng thường hỗ trợ với lại ủng hộ với lại hội để mà giúp đỡ trong những ngày đại nhạc hội. Và hội cũng đã giúp anh em thương phế binh nhảy dù của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng có cái chương trình thương phế binh và anh em chúng tôi cũng hàng năm gửi về giúp đỡ các anh em còn lại quẹt quê nhà. Dạ vâng. Chương trình mừng xuân mới Giáp Thìn của gia đình Mũ Đỏ được bắt đầu với nghi thức khai mạc thật trang trọng. Phần giới thiệu quan khách do hai MC Phạm Ngọc Đăng và Phạm Gia Đàm phụ trách. Kế đến là phần gọi lời chúc mừng năm mới của niên trưởng Mũ Đỏ La Trinh Tường và phần chào mừng và cảm ơn của Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận. Đã đến phần chúc mừng năm mới của bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, giám đốc Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa, hậu duệ của gia đình Mũ Đỏ. Sau lời chúc mừng năm mới, bác sĩ Quân đã cho biết công việc đang thực hiện là tiếp tục chương trình xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị do các niên trưởng giao lại. Đã được niên trưởng Hoàng Tấn Kỳ của nhảy dù và niên trưởng Lê Văn Sáu của không quân thành lập cách đây 2 năm. Sau cái sự ra đi của niên trưởng Hoàng Tấn Kỳ thì cháu đã được đảm nhận trách nhiệm này. Việc thứ nhất là tượng đài đã làm xong chưa? Kính thưa quý vị, tượng đài với 5 vị lính cao 7 feet làm bằng đồng đã được đúc xong và hiện đang nằm lạnh lẽo tại tiểu bang Utah và chờ chúng ta mang về thủ đô tị nạn Nam Cali nắng ấm. Việc thứ hai, tượng đài sẽ đưa về đâu? Kính thưa quý vị, ban chấp hành của tổ chức xây dựng tượng đài mới đang làm việc với thành phố Westminster để xin đưa vào Freedom Park bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tuy nhiên, hiện giờ đã có một chỗ tư nhân để đặt tượng đài nằm trong năm nay, đó là trong building mới nhất 7.000 square foot của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Việc thứ ba là mối quan hệ giữa tổ chức xây dựng tượng đài và các vị dân cử đã làm tượng đài ở San Jose. Kính thưa quý vị, ban chấp hành của tổ chức xây dựng tượng đài đã có quan hệ với các nhóm dân cử trong một cái tinh thần hòa hợp và đoàn kết để xây dựng tượng đài, và mục đích chung là mang tượng đài tái chiếm Quảng Trị về Nam Cali. Trong tương lai gần đây, tổ chức xây dựng tượng đài sẽ rất mong mỏi sự giúp đỡ của tất cả mọi người, tất cả quý vị, các tổ chức, cựu quân nhân, các mạnh thường quân trong cộng đồng để hoàn tất công việc này. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình mừng xuân Giáp Thìn
của gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận. Sau đó đã được tiếp đón với phần dùng ẩm thực và chương trình văn nghệ cho chính gia đình các chiến sĩ Mũ Đỏ và thân hữu thực hiện. Phan Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Westminster, Nam California.